Bây giờ mình sẽ đi qua khu vực cầu Sài Gòn, đi qua khu vực loanh quanh ở Thảo Điền 2. Không, không, Thảo Điền. Giữa khu vực Thảo Điền quận 2. Không, mình theo đi mình đi xuống khu vực Thảo Điền. Điện nó có hai nhánh, nhánh trái và nhánh
trước rợp nó theo ừ. Đây là đường Quốc Hương 68 giờ cấm xe 3 cân rưỡi. Đây cái thấy cái chung cư The Ascent là chung cư mà nó đang phong tỏa đó. Anh em quen ở bên cạnh ở chung cư The Ascent. Thấy đi ngang dưới thấy con đường nên mình đi ngang chung cư The Ascent. Xem có người thiết kế mà. Đời tắm hương, hương. Hả? Đời tắm hương. Hương cái đường này hơi bị VIP nhưng mà có những bình dân này, nhóm bình dân gì bình dân, người dân ta ở đây lâu á biết không, không phải ai cũng cũng chuyển giàu đâu ở đây, nhưng mà người ta ở đây thì đang kiếm được tiền nhiều hơn. Trời ơi, sao ở đây làm mình cao dữ nhưng ngầm dữ người ta, mình nhà cao lắm luôn á, nhìn kỹ mấy cái nhà này nhà có ôi một con bia rồi đóng cửa đi, chung cư The Ascent. Đây trước mặt chúng ta chung cư The Ascent. Đây cái đường chung, trước chung cư The Ascent này như là một trường hợp viên tính ở đây. Đây chung cư này đúng không? Nè đúng rồi, hình chụp nè, đây nè. Cách ly nè, có dân phòng mà chốt chặn hết luôn. Rồi, cái cách ly này là có dân phòng chốt chặn hết luôn. Là bình thường ha, cuộc sống xung quanh rất là bình thường, mình cứ nghĩ là cách ly xung quanh nó sẽ rối lắm nhưng mà đây là bình thường. Bạn chưa đi vào đây cho mọi người, nhà đẹp không ha, cổng cao, nhà bự. Đây mình quay lại lần nữa, đây phía chung cư Ascent bên tay trái đây, kế bên trường tiểu học Huỳnh Văn Ngời, cách ly cả chung Ngời hả? Lỡ ai ở đó mà đây cách ly đây cũng rất là bình thường, nguyên tòa chung cư luôn, có một cổng vào duy nhất. Đây bên tay trái đây các bạn, có mấy anh dân phòng rồi công an. Nhưng họ ngồi căng đây, bên đây phải là công an, ngồi bên phải bên trái đây đi nữa luôn. Yeah.